Xin chào mọi người đã đến với channel của Hưng Nguyễn. Mình là một cái diễn đàn mở để trao đổi với nhau. Hôm nay chúng ta cùng trao đổi với nhau. Thì anh em mà có những ý kiến gì cứ bình luận ở dưới về cái cuộc lạm phát này, nó có ảnh hưởng đến người nông dân, ảnh hưởng trực tiếp đến người trồng thanh long hay không. Đây là nếu anh em nào có cái ý kiến gì cứ bỏ dưới bình luận để chúng ta cùng phân tích. Mọi người đã thấy từ đầu năm, cuối năm ngoái thì cũng chưa thấy rõ, nhưng mà đầu năm mới đến bây giờ thì lạm phát nó tăng rất là cao. Nguyên nhân vì đâu thì phải quay lại một chút xíu. Đó là năm 2020, bắt đầu dịch bệnh từ 2019, nó qua năm 2020 thì lúc đó nó diễn biến trở nặng ở nhiều quốc gia, nhưng mà Việt Nam mình thì cũng bị rất là nhẹ. Nhưng lúc đó cái nền nông nghiệp vẫn còn ổn định. Nói chung là có được nó rẻ, nhưng mà nó ổn định hơn là cái năm ngoái và năm nay. Thì tiếp đến nữa, nó kéo dài đến 2021. Tháng 5 dương lịch là 30 tháng 4, xong là đến tháng 5, rồi có những cái cuộc bầu cử. Tiếp đến là khu vực Bình Thuận và những cái tỉnh lân cận khác á, thì nó rơi vào khoảng giữa tháng 6 đến tháng 7. Dịch bệnh này nó làm cho kinh tế bị tê liệt. Đây là một cái nguyên nhân đầu tiên dẫn đến lạm phát kinh tế tăng cao, khi mà cái đồng tiền chúng ta làm ra nó không đủ vào những cái chi tiêu trong cuộc sống. Và tiếp đến những cái cuộc giao tranh giữa Ukraine, thì hôm nay là nó đã 4 tháng rồi, 2022, nó làm cho cái giá cả xăng dầu tăng cao, vì cái nước Ukraine cũng như là Nga họ xuất khẩu xăng dầu rất là mạnh. Nói chung là có nhiều nước phụ thuộc vào, đó là 80-90% xăng dầu lượng nhập từ Nga. Và bây giờ phương Tây họ cấm vận Nga, thành ra là những cái nước này cũng không có dám giao thương, làm cho cái thị trường xăng dầu nó khan hiếm và nay nó lên giá rất là cao. Thành ra đây là một cái nguyên nhân thứ hai, mà nó là cái nguyên nhân nặng nhất để gây ra cái cuộc lạm phát mạnh hơn nữa. Và tất cả những mặt hàng đều phụ thuộc vào xăng dầu. Xăng dầu mà lên giá thì những mặt hàng khác đều phải lên giá, vì nó là vận chuyển đều là dùng bằng xăng dầu. Xăng dầu là cái nguyên nhân cái phần thứ hai này, nó rất là mạnh mẽ. Và cái năm này là cái năm cuộc lạm phát nó mạnh đâu, qua năm nữa thì chúng ta sẽ thấy được cái cuộc lạm phát nó mạnh hơn nữa, nó sẽ khó khăn hơn nữa. Thì có những cái nhà vườn hiện tại bây giờ đang còn treo vườn, gọi là chờ cơ hội. Nhưng mà chúng ta cần phải chủ động trồng những cái cây ngắn ngày để chúng ta lấy ngắn rồi nuôi dài. Chứ thật sự ra mình cũng bắt đầu là trồng nhiều cái mặt hàng khác để mình cung cấp ở thị trường trong nước, không có dám đi xuất khẩu nữa. Khi nào mà nó bình ổn thì chúng ta sẽ cắm trụ, chúng ta sẽ làm lại. Cái đó là cái điều đương nhiên, khi mà chúng ta còn vốn. Nói rõ là cái cuộc lạm phát này nó đi vào, bắt đầu đi vào cái guồng rồi. Càng ngày nó càng thấy cái sự túng thiếu nó rõ ràng trên mỗi gia đình. Khi mà những cái gia đình nghèo á, thì mới thấy rõ ràng. Những gia đình trung lưu thì nó còn đỡ hơn một chút, và những gia đình khá giả thì mình không nói đến được, vì hiện tại có những cái gia đình họ không ảnh hưởng nhiều, nhưng mà đối với những cái tầng lớp mà nông dân nghèo thì bị rất là nặng. Và phải có những cái hướng đi, chứ không thể nào chúng ta theo đuổi thanh long vào những cái dịp này được. Theo mình biết thì giá họ có những cái khu vực họ phát rất là cao, nhưng mà mua thì không tới được cái giá này, dựa vào hai cái mục đích. Là cái mục đích thứ nhất là vừa nghĩ vừa họ phát cao để có cái người nông dân để đầu tư, để theo gọi là theo, để có những cái lượt hàng để họ đóng công. Thứ hai nữa là do lái họ nâng cái giá, xin lỗi, họ đưa cái giá rẻ xuống để kiếm đồng lời lớn hơn. Thì đây là cái hai nguyên nhân chính dẫn đến cái vấn đề này. Và hiện tại giờ những cái live stream mà cách đây khoảng vài ngày trước á, thì mình đã nói rồi là càng vào vụ mùa thì thanh long nó càng xuống rất là rõ rệt. Bây giờ hiện tại giờ thanh long những ngày trước thì thanh long ruột đỏ nó nhích lên vài ngàn, nhưng mà nó tuột xuống. Bữa hiện nay bây giờ nó trắng đỏ bằng nhau. Đây là cái một cái video mình nói về cái cuộc lạm phát. Anh em nào có ý kiến nào cái bình luận ở dưới nha. Chúng ta cần phải lấy những cái cây ngắn ngày để chúng ta nuôi dài ngày. Và mình trồng rất là nhiều loại cây, trái cây ha, dưa leo, ổ qua, đu đủ, ớt nữa, nhiều lắm. Mà một trồng một loại một ít thôi, mình đã nói cái cuộc này livestream, những cái cuộc livestream trước đã nói rất là nhiều rồi. Chúng ta cần phải trồng mỗi thứ một ít trong vườn thôi. Bây giờ cái thời buổi giờ là nó rất là khó khăn để kiếm được cái đồng tiền ăn uống, là thấy nó rất là hạnh phúc rồi.
Còn nếu chúng ta mà nó dư giả thì rất là khó trong cái đợt cuộc thời buổi lạm phát này. Mà cái cuộc lạm phát này nó còn mạnh hơn nữa vì do là cái dịch bệnh nó kéo dài, nó làm cho mỗi gia đình đâu có công ăn việc làm đâu, phải đình trệ rất là nhiều tháng, rồi nó duy trì, nó kéo từ ngày này qua ngày kia. Rồi những cái công ty họ phá sản, rồi cái chuyện mà chúng ta mất cái chỗ công ăn việc làm. Và có lẽ là mình ngừng cái video ở đây. Tôi xin chào tạm biệt. Chúc mọi người thành công nha.